Xin chào mọi người và nhất là các em trai em gái tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Đây là video clip anh Ba Tử Vi sẽ tổng hợp và chia sẻ cái kiến thức tử vi về cái vận hạn 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các em. Một trong những cái tuổi mà mình có thể nói là Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên là năm 2025 Tý rồi là Canh nữa, cho nên là gọi là người Tỵ Dậu Sửu là tam tai. Tuy nhiên là năm nay là người tuổi Dậu chịu nặng hơn. Rồi năm lại là năm xuân. Tý Ngọ Mão Dậu nằm trong cái bộ mà gọi là tự hình. Cho nên là có thể nói là từ đầu năm tới bây giờ, cả nam vẫn nữ mạng của người Tân Dậu gặp rất là nhiều khó khăn rồi. Vốn dĩ những người Tân Dậu như mình đã nói ở nhiều video clip trước là một trong những người không có nhiều cái người được gọi là may mắn phúc phận. Mình có thể nói là người Tân Dậu là một trong những cái người mà có số xấu ở trong cái lục thập bát giác, nó cực thân hơn, vất vả hơn những tuổi khác, đặc biệt là nữ mạng. Nam mạng thì cũng vậy, nói đỡ hơn một chút so với nữ thôi, chứ không phải nói là tốt đẹp như là các cái tuổi khác. Rồi thì bây giờ là mình không nói dông dài trong những cái vấn đề đó nữa, mình tập trung vào cái khai thác cái vận hạn 6 tháng cuối năm. Như đã chia sẻ ở cái vận hạn 6 tháng đầu năm, cái tự nhiên vi thì năm nay á là nam mạng xuôi hơn nữ mạng ở trong các cái tuổi gọi là bị trực thái tuế và xung thái tuế. Ví dụ như mậu ngọ của mình đi, thì xung thái tuế thì mậu ngọ nam mạng dưới cái đô, nhưng mà nữ mạng có thái âm. Còn Tân Dậu thì nam mạng có thái bạch thì nữ mạng lại có thái âm. Thái bạch thì phá tinh thành kim, nó không tốt đẹp trong bổng vì kim nó đã khắc bọt rồi, phá tinh nữa, cho nên là suy hao tài chính rất nhiều. Thái âm là một trong những cái phúc tinh, người ta còn gọi là tài tinh. Tuy nhiên là do năm trực thái tuế, năm xung tuổi, cho nên là thái âm đâu thấy cái từ đầu năm tới giờ thì Tân Dậu cũng chả có cái thu nhập gì gọi là đáng kể, không suy hao tài chính là mừng rồi. Có thể là có thái âm cho nên là tài chính của Tân Dậu không có rắc rối. Tuy nhiên thị phi tài tiến và những cái tai nạn bất ngờ nó hay, bệnh nặng nó hay kèm theo. Rồi vận niên thì là Long Đắc Vũ, người ta nói là rồng gặp may là tốt. Mạng thì mạng mộc gặp năm thổ, là mộc nó khắc thổ, bản mệnh khắc năm, cho nên bộ mạng sức khỏe suy yếu, dễ gặp tai nạn. Nam mạng thì nhẹ nhàng, những nữ mạng thì coi chừng mất mạng như chơi. Thiên can thì Tân Canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên là không có nặng nề lắm. Nếu như những cái người mà ôm việc cũ mà làm, không xin việc mới ở trong năm nay. Địa chi thì như đã nói, Dậu gặp Tý là tam tai, dễ gặp ốm đau tai nạn. Tam tai thì gồm có tai tiếng, tai nạn và tai ương. Tai tiếng là thị phi thôi. Đặc biệt là với nam hay nữ mạng thì cái này cũng như nhau thôi. Rồi hạn thì nữ mạng thì hạn băng theo, xây sát tay chân, nhưng mà nam mạng thì đem tới cái hạn thiên tinh, rối rắm tranh chấp, dễ đáo tụng địch. Đó, cho nên là cẩn thận nha các chàng trai. Mình đã làm cái vận 6 tháng đầu năm rồi, thì nếu như mọi người mới xem cái này thì vui lòng có thể coi lại cái vận 6 tháng đầu năm. Bây giờ mình chỉ ráp cái lô những cái tháng cuối năm thôi. Thì tháng 7 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, tức là tháng Giáp Thân, một tháng thủy. Như vậy xét về trụ mệnh là thủy sinh mộc, bản mệnh được tháng tương sinh, bổn mạng sức khỏe tốt. Khi mà bổn mạng sức khỏe tốt thì phúc tinh và tài tinh, vì thế nó hận sáng lên. Điều này là đem đến nhiều may mắn phúc lộc. Nếu như các tài tinh và phúc tinh nó nằm ở trong mệnh của mình năm nay nó tốt đẹp. Thiên can Tân Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên không có vấn đề gì về công việc. Có thể là tháng 7 người ta nói tháng cô hồn, nhưng mà đối với người Tân Dậu thì êm ả. Êm ả không có nghĩa là nó tốt lên ha. Ví dụ như bây giờ là mình đang xui thì nó cứ đều vậy thôi, chứ nó không có cái gì quá quá xui xuống và quá tốt lên. Chứ còn phải nói
Rồi các bạn đã nói không có vấn đề gì mà em vẫn thấy vấn đề. À đúng, vấn đề là của cả năm, nhưng mà nó không có bất ngờ kéo sập xuống không, nó đều 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 đang ở, thí dụ như 5 điểm nó đều đều, nó không có đi xuống một điểm thôi nha. Đó, thiên can thân dậu thì tự chủ bình hoàng, không hình hại cũng không tương hợp nhau, cho nên có thể nói là tháng này gia đạo tình cảm của người thân dậu sẽ không có nhiều phiền toái, không có rắc rối nhiều. Rồi tháng tiếp theo của năm Canh Tý là tháng 8, tháng trung thu. Tháng 8 năm nay là tháng Ất Dậu, mà tháng Ất Dậu là thủy tiết, như vậy là bổn mạng được tiếp tục giống tháng 7, tương sinh với thủy sinh mộc, bổn mạng tương sinh tốt, bổn mạng và sức khỏe ok. Thiên can thì không tốt đẹp cho lắm, với chữ tân của tân dậu khắc chữ Ất, thiên can khắc tháng, công việc dễ gặp rầy rà rối rắm. Nhưng mà dù gì đi nữa là chữ tân mình khắc chữ Ất, cho nên là có rầy rà rối rắm đi nữa nhưng mà mình vẫn giải quyết được. Coi chừng khó thị phi tai tiếng, nhất là các cái bạn nữ ở trong cái tuổi này. Rồi địa chi tuổi dậu gặp tháng dậu, năm sinh tháng tuổi, cẩn thận chuyện không vui trong gia đạo tình cảm, cẩn thận lời ăn tiếng nói, dễ gây ra thị phi cả nam lẫn nữ chứ không phải riêng nam nữ gì đâu nha. Như vậy tháng 8 ha, thiên can đơn khắc, tháng tuổi chỉ có cái mạng mà được tốt thôi. Thôi thì tháng này ráng cố gắng nhịn nhục, đặc biệt là các chị tân dậu nè, không có chịu nhìn ai hết nha. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, tức là tháng đúng túc, mà tháng đúng túc là tháng thổ. Năm nay có 4 tháng thổ, là tháng 1, tháng 2 là thổ, tháng 9, tháng 10 là thổ. Thì tháng này đó là như đã nói, một á là đại họa từ thổ xuất hiện, hai là thổ nó nhảy múa, tức là giả đất nó thang thang á. Mấy chị tân dậu tuy là mệt mọc chứ cũng khoái đất đai lắm, cũng khoái đầu tư lắm, nhiều khi đây là tháng là tốt về công việc, tài lộc ở trong cái người có thổ. Như vậy xét về tụi mệnh là mọc khắc thổ, bổn mạng khắc tháng, bổn mạng và sức khỏe không ok cho lắm. Phúc tinh và tài tinh suy giảm, cho nên là cẩn trọng cái bệnh này, nhưng mà nhẹ thôi, không vấn đề. Dù gì đi nữa là mọc khắc thổ chứ phải thổ khắc mọc ha. Thiên can là chữ bính của bính túc hợp chữ tân, thiên can thuộc ngũ mộc, tốt cho công việc, tài lộc dễ hanh thông. Đây là cái vấn đề mà ngon lành, là tại sao nói là dễ có thổ, cái gì bính hợp tân, thiên can thuộc ngũ hợp này nó dễ sinh tài lộc lắm nha. Rồi địa chi dậu tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, như vậy ổn, gia đạo tình cảm tiếp tục là một tháng không có vấn đề. Tháng 9 là tháng chỉ cần phải để ý bệnh nặng nhẹ thôi, nhưng mà tài lộc thì coi chừng ngon lành nha. Cái này là chúc mừng ha, đặc biệt là các cái bạn nữ, chứ còn nam mạng với thái bạch thì như đây nó cũng chả ăn làm gì đâu. Thái bạch là một cái phá tinh, tuy nhiên nó không có chặn đầu vô, nhưng mà làm ra mình suy hao hết rồi đó, cho nên là chính thái bạch thì cẩn thận cái chuyện suy hao là chính. Rồi tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, mà tháng 10 là tháng đinh hợi, tiếp tục là một tháng thổ, như vậy cũng không khác lắm về hành với tháng 9, khi mà mộc khắc thổ, bổn mạng khắc tháng, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe, phúc tinh và tinh tiếp tục là suy giảm, như cẩn thận cái những cái tai nạn nhẹ thôi. Thiên can thì tháng 10 thật sự là không tốt đối với cái tình dục, vì sao? Về chữ đinh của đinh hợi nó khắc chữ tân, thiên can bị tháng khắc, công việc cẩn thận nhiều khó khăn, dễ lâm vào bế tắc, cẩn thận vướng pháp luật, đặc biệt là ở nhà mạng ở trong tháng 10 này. Địa chi hợi dậu tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Chủ địa chi thì nói về gia đạo tình cảm, cho nên gia đạo tình cảm vẫn không có cái gì quả là xung khắc quá là buồn phiền đâu. Đó là cái điều tích cực. Rồi tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, mà tháng 11 âm lịch là tháng Tý của năm Canh Tý. Tháng này là tháng Mậu Tý, mà Mậu Tý là hỏa, như vậy mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng sức khỏe suy hao, cẩn trọng tiêu tài vào bệnh nạn. Thiên can mậu canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ,
à, thiên can như vậy là âm ngũ hành của Mậu là thổ mà canh là kim, như vậy là âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, sẽ có tài lộc nhưng không quá lớn đối với nữ này ha. À, địa chi Tý ngọ mão dậu, à, Tý gặp dậu tháng Tý của năm Tý, đây là cặp địa chi thuộc nhóm tương hại. À, tương hại được hiểu ở đây hôm nay là như vậy nè, là sự cản trở nhau ở trong cuộc sống của hai cái con này. À, cho nên là gia đạo tình cảm dễ gặp nhiều buồn phiền âu lo, đặc biệt với nữ mạng. Nữ thì thường hướng về gia đạo tình cảm, cho nên tháng này rất là dễ xung về gia đạo. À, như vậy tháng 9, tháng 11 là tháng bị sinh xuất bổn mạng nè. À, nhưng mà thiên can thì là được nằm âm ngũ hành tương sinh, cho nên tài lộc cũng không vấn đề. Tuy nhiên là gia đạo tình cảm phải cần cẩn thận ha. Rồi, à, tháng cuối cùng của năm canh tới năm 2020 tức là tháng Đinh Sửu, tháng Chạp đó, tháng Đinh Sửu tiếp tục là tháng hỏa. À, như vậy là mộc tiếp tục sinh hỏa, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng sức khỏe suy hao, cẩn trọng những cái việc mà phải chi tiền trong cái sức khỏe của mình. Đó, rồi, mà tháng này thì là nam nặng hơn là nữ. Thiên can kỷ ân không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, nạp âm ngũ hành của kỷ vẫn là thổ, nạp âm của ân là kim, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, tài lộc có phát triển nhưng không quá lớn, đừng có mong cầu nhiều, đặc biệt là với nam mạng. Địa chi Sửu gặp dậu thì thuộc nhóm tam hợp tỵ dậu Sửu, gia đạo tình cảm nhiều an vui, công việc thì dễ gặp với nhân phù trợ giúp đỡ. À, đây là tháng cuối cùng của năm, tháng chúng ta chỉ có làm việc chừng cỡ nửa tháng đầu thôi, nửa tháng sau là phải chuẩn bị tất cả đến mọi việc để mà về quê. À, năm nay chắc là một năm nếu như các anh chị làm ăn xa sẽ không mặn mà lắm về quê, vì chúng ta bị ảnh hưởng cái đợt đại dịch vừa rồi, đem lại kinh tế suy thoái. Tuy nhiên là cũng sẽ có nhiều vui vẻ ở trong cái tháng này, gọi là đoàn viên gia đình, vui vẻ sống tốt nhất. À, như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ một số cái thông tin cơ bản về cái kiến thức tử vi cũng như là vận hạn của 6 tháng cuối năm canh tí đối với người Tân Dậu. Có những tháng cần phải chú ý, mình nhắc lại tí xíu đối với tất cả các bạn, đặc biệt là nam mạng, đó là tháng 8 nè, và tháng 10, tháng 11. À, có 6 tháng, 3 tháng là xấu rồi. À, còn những tháng còn lại chỉ là trung bình thôi. Cho nên nhìn tổng quan cả nam lẫn nữ ở trong cái năm canh tí này, năm tam tai năm này, năm chúng ta bị gọi là hình thái tới, nên cẩn thận ngồi yên nhiều hơn là tả xung hữu đột để đem tới mình đầy thương tích. À, mình chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Hy vọng rằng là những cái thông tin mình mới vừa chia sẻ sẽ là một cái hành trang nhỏ giúp các em biết được nên cương nên nhu ở trong thời điểm này của những tháng còn lại của năm canh tí, một năm khá là xấu với thật rất là nhiều cái việc không tốt đẹp xảy ra. Nếu như mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Tân Dậu, một trong những cái tuổi năm nay gặp rất nhiều khó khăn, được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống hay là Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.